Sáng nay, tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Cường, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 200 đại biểu tham dự. Diễn văn do đồng chí Vũ Văn Toàn, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên nêu rõ. Được thành lập năm 2013, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị Hưng Yên là ngôi nhà sinh hoạt chung của những chiến sĩ đã tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa năm 1972. Tỉnh Hưng Yên có gần 500 đồng chí đã hy sinh để bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Đến nay hội có trên 1.000 hội viên, trong đó có trên 600 đồng chí là thương binh bệnh binh nhiễm chất độc da cam. Có gần 80 đồng chí tham gia công tác ở cơ sở, hội viên tham gia tích cực vào phong trào thi đua địa phương, chú trọng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật, hội đã hỗ trợ làm mới được 11 ngôi nhà trị giá trên 500 triệu đồng. Tặng 35 sổ tiết kiệm trị giá 250 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Về dự đại hội hôm nay, tôi vô cùng xúc động và vinh dự gặp lại các đồng đội, ôn lại những kỷ niệm, những ngày chốt trong chiến dịch 81 ngày đêm lịch sử. Gặp nhau, lửa mừng, nửa tuổi, mừng những đồng đội còn sống trở về, tuổi nhà những đồng đội đã vĩnh viễn ra đi lầm trên dòng sông Thạch Hãn và trong thành cổ Quảng Trị. Tự hào góp một phần nhỏ bé vào trong cuộc chiến tranh, giữ nước trở về địa phương, được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nên là cái mức sống đảm bảo mà nguyện vọng của chúng tôi là tìm lại được đồng đội mang về với quê hương, gia đình. 11 năm thành lập, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức được 35 đoàn với trên 2.000 lượt hội viên về tỉnh Quảng Trị thắp hương tri ân liệt sĩ, thăm lại chiến trường xưa, tham gia cùng chính quyền địa phương và gia đình đưa 49 hải cốt liệt sĩ ở các nghĩa trang tỉnh Quảng Trị về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời khẳng định vai trò của các chiến sĩ thành cổ Quảng Trị trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trở về địa phương, các cán bộ hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh có đóng góp tích cực quan trọng vào những thành tựu của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản mong muốn trong thời gian tới, cán bộ hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Hưng Yên tiếp tục tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, lập trường cách mạng, chung sức đồng lòng cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của hội, tăng cường tập hợp đoàn kết hội viên, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về những vấn đề liên quan đến hoạt động của hội và đời sống của hội viên, đẩy mạnh các hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội, tiếp tục phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên khóa 3, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 17 đồng chí, bầu Ban thường vụ hội gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Văn Toàn được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2024-2029.